Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang vinh mạng tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chung ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Đúng trong tháng 8 âm lịch 2024, trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, dơ lộc về nhà, chuyển mệnh đổi đời, cực giàu có. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, không ai tự nhiên sinh ra đã tài giỏi, người ta cần học hỏi và trau dồi tri thức. Cũng không ai tự nhiên sinh ra đã thông tuệ và nhiều kinh nghiệm, thông thái, người ta cần trải nghiệm đủ góc độ mỏi mệt của nhân sinh. Kiên cường không phải là bẩm sinh, nó là sự lựa chọn kiên trì, không phải là thứ trời ban, nó cũng là một khả năng được rèn giũa. Trải đời bao năm, có lẽ cô bác tuổi Tân Sửu đã quá thấu hiểu sự đời rồi. Cuộc sống luôn thăng trầm biến động không ngừng, người người ai cũng phải bon chen lăn lộn để mà kiếm cho được đồng tiền trang trải cho cuộc sống. Cuộc sống đâu phải chỉ sống cho riêng bản thân mình, mà còn phải lo cho những người thân yêu cùng chung sống dưới một mái nhà. Và càng lớn tuổi thì trách nhiệm đó có nhiều không vậy, chắc chắn là có thay vào những nỗi lo thời còn trẻ khi đi học, tìm việc làm hay là chớm nở tình yêu trai gái. Thì đến độ tuổi ngũ tuần lại là những nỗi lo về nhà cửa, đất cát, lo cho con, cho cháu, rồi tới giỗ chạp ngày lễ lớn nhỏ trong gia đình và họ hàng nội ngoại. Rồi đến tuổi lục tuần thì lại lo tuổi già có được một khoản tiền tiết kiệm đủ để không phải bươn trải ngoài đời và không là gánh nặng sự bận tâm của con cháu. Chính vì vậy mà việc nắm bắt được vận trình của mình trong tương lai là mong mỏi lớn nhất và cũng là điểm giữ tinh thần ổn định nhất dành cho quý cô bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Suốt cả cuộc đời của tuổi Tân Sửu tìm mãi chưa thấy sự giàu đâu cũng bởi ba điều kiêng kỵ dưới đây. Và trong tháng 8 âm lịch này, nếu tuổi Tân Sửu lưu ý được ba điều này thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Đặc biệt tuổi Tân Sửu nhờ có tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị tiết kiệm mà được người yêu, kẻ mến quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, nhà cao cửa rộng ẩm tiền tỷ gửi ngân hàng, tuổi già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy thì ngay sau đây hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi xem diễn biến vận trình tháng 8 âm lịch của Tân Sửu sinh năm 1961 trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, đừng quên là mọi hành động ta làm, mọi hành vi ta thực hiện, mọi kế hoạch, mọi mưu tính, mọi suy nghĩ sâu thẳm nhất cũng sẽ được vị Phật này dõi nhìn, không hẳn là chấm tội hay nghi công, vì đó là việc của quỷ thần, mà là dõi nhìn để xem ta đi được bao xa trên đường học, hay là để cho cái khỏi hồng trần này dùi dập cuốn đi, nhắc cho Tân Sửu nhớ rằng dù có thế nào cũng đừng quên cái sơ tâm của cô bác khi vào đời, dù có thế nào cũng đừng quên cái thiện tính, cũng đừng mắc cái hoan hỷ tại tâm, cũng đừng để sân si, sân hận che mờ suy nghĩ, làm đớn hèn bản thân, khiến ta đưa ra những lựa chọn nhầm đường lạc lối. Người tuổi Tân Sửu, tức những người sinh năm 1961, thuộc hành thổ trong ngũ hành giới thiên can tăng, mang ý nghĩa của kim loại, tượng trưng cho sự thanh khiết, sắc bén và bền bỉ. Kết hợp với hình ảnh của con giáp Sửu, tức là con trâu, biểu tượng của sự chịu đựng, cần mẫn và trung thành, tuổi Tân Sửu thể hiện sự hòa quyện với sự chăm chỉ và kiên nhẫn. Với tính cách kiên định và sắc bén, người tuổi Tân Sửu thường mang cho mình tính cách bền bỉ,
chăm chỉ và đáng tin cậy. Họ là những người biết làm việc một cách tận tâm, kiên nhẫn và không ngại đối mặt với khó khăn. Thiên can tăng giới yếu tố kim giúp họ có sự cứng rắn và khả năng chịu đựng cao, không dễ dàng bị gục ngã trước thử thách. Họ luôn có kế hoạch rõ ràng và sẵn sàng làm việc cực lực để đạt được mục tiêu đề ra. Ngoài ra, người tuổi Tân Sửu còn rất chân thành và trung thực. Họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng giữ lời hứa của mình trong các mối quan hệ. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp đáng tin cậy, luôn sẵn lòng hỗ trợ người khác. Sự kiên định và lòng trung thành khiến họ trở thành trụ cột vững chắc trong gia đình và xã hội. Tuy nhiên, tính cách của người tuổi Tân Sửu cũng có thể trở nên khá cứng nhắc và bảo thủ. Họ có xu hướng giữ vững quan điểm của mình và khó chấp nhận sự thay đổi. Điều này có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc, khó thích ứng với những tình huống mới và đôi khi gây ra mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Họ cần học cách linh hoạt hơn và mở lòng để có thể tiếp thu những ý kiến, quan điểm khác nhau trong hành trình cuộc đời. Người tuổi Tân Sửu hiểu rằng sự chăm chỉ và kiên nhẫn là chìa khóa để đạt được hạnh phúc và thành công. Họ nhận ra rằng dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, chỉ cần giữ vững lòng kiên định và nỗ lực không ngừng, họ sẽ vượt qua được tất cả. Họ biết rằng không có gì đến một cách dễ dàng và thành công chỉ đến với những ai sẵn lòng làm việc chăm chỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Người tuổi Tân Sửu cũng hiểu rằng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cần cứng nhắc và bảo thủ. Đôi khi sự linh hoạt và khả năng thích ứng là yếu tố quan trọng, sẽ giúp họ dễ dàng vượt qua những biến cố bất ngờ. Họ học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ người khác, nhận ra rằng mỗi người đều có điều gì đó để dạy cho họ trong các mối quan hệ. Người tuổi Tân Sửu luôn cố gắng xây dựng sự tin tưởng và lòng trung thành. Họ biết rằng để duy trì một mối quan hệ bền vững thì cần phải có sự chân thành và kiên nhẫn. Họ luôn sẵn lòng hỗ trợ người khác và coi trọng tình cảm gia đình, bạn bè. Người tuổi Tân Sửu với tính cách bền bỉ, chăm chỉ và trung thực là hình ảnh của sự kiên nhẫn và quyết tâm trên con đường nhân sinh. Họ không ngại đối mặt với thử thách và luôn tiến lên phía trước. Chính sự kết hợp sức chịu đựng và tính cách sắc bén đó làm nên nét đặc biệt của người tuổi Tân Sửu, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa và thành công vững chắc. Tháng 8 âm lịch là tháng mà hạnh kim, là chủ nguyệt lệnh, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, dương khí dần thu gọn lại. Cây cỏ được phủ một lớp sương nên được gọi là tiết khí bạch lộ. Sau bạch lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dưỡng kim sinh thủy, nên những người tuổi mệnh kim, mệnh thủy sẽ chuyển biến tốt. Những mệnh kỵ kim, kỵ thủy thi vận thế có phần không thuận lợi, mà tuổi Tân Sửu mang hành thổ gặp tháng Dậu âm kim sinh thực thần, mà thực thần gặp các nên dạng sự đều tốt đẹp. Người tuổi Tân Sửu hoàn toàn có thể chờ đón một tháng mới bình an, tự mình có thể phát huy được hết tài năng vốn có. Tử vi phương Đông dự đoán, bước sang tháng 8 âm lịch, vận trình của người tuổi Tân Sửu khởi sắc bất ngờ. Ví như ánh mặt trời chiếu rọi xua đi làn mây u ám, nhờ có quý nhân tam hợp phụ trợ, công việc tiến triển khá thuận lợi, có dấu hiệu thăng tiến rõ ràng. Tuy nhiên, người tuổi Tân Sửu cần lưu ý, dù có đạt được thành công nhưng đừng vội đắc ý kéo hút giận tiểu nhân quấy phá, lợi bất cập hại. So với tử vi tháng 7 âm lịch, thì tháng này tài vận của tuổi Tân Sửu khởi sắc, có tài tinh cao chiếu. Chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, người tuổi Tân Sửu chỉ cần lưu ý trong đầu tư biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm. Bản mệnh lại được quý nhân tam hợp, tỵ, dậu, sửu, nên công việc và tình cảm đều khá thuận lợi. Hôn tinh duy nhất trong tháng này là bạch hổ chủ quả huyết quang, có điểm cãi cọ mà liên lụy đến tòa án, cơ quan chức quyền trong tháng. Người tuổi Tân Sửu cần phải tuân thủ tuyệt đối pháp luật, cần hết sức thận trọng khi vướng vào bão tranh chấp. Quý cô bác tuổi Tân Sửu thân mến, thời gian qua cô bác đã vất vả quá nhiều rồi. Nếu hữu duyên được nghe những lời này, thì kênh Minh Đường Tử Vi xin phép được gửi tới cô bác một lời an ủi chân thành. Mong quý cô bác luôn giữ gìn sức khỏe. Trên trần đời đầy khắc nghiệt ngoài kia, dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan quý cô bác nhé, vì vẫn còn Minh Đường Tử Vi ở đây. Chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của quý cô bác. Quý cô bác hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho Minh Đường Tử Vi có thêm động lực để giúp đời, giúp người. Kênh Minh Đường Tử Vi xem chân thành cảm ơn thiện tâm của quý cô bác. Tiếp theo ngay đây xin mời quý cô bác đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961
trong tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch hứa hẹn nhiều điểm sáng mới trong công việc, bản mệnh có quý nhân tam hợp nâng đỡ. Người tuổi Tân Sửu mở rộng các mối quan hệ xã giao khá dễ dàng, được cấp trên hậu thuẫn, cấp dưới đồng lòng, nên mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Trong tháng này thấy rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Tân Sửu, bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế, nên bản mệnh tự tin ở vị trí công việc mới. Có điều tháng này bản mệnh lâm đất dưỡng, nên có xu hướng thu mình lại, ngại thể hiện khả năng nên đó sẽ là điểm trừ trong mắt lãnh đạo, ảnh hưởng xấu tới con đường thăng tiến. Bản mệnh nên nhớ, làm gì cũng vậy, bản mệnh cũng cần mạnh dạn xông xáo thực hiện, có như vậy mới cho ra kết quả tốt. Ít ai dám đảm đương những công việc khó, nhưng một khi đã làm được, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Theo phong thủy phi tinh tháng 8 âm lịch, lục bạch động cung với bát bạch ở hướng đông nam, tại đây người tuổi Tân Sửu chú ý bố trí đồ đạc gọn gàng sạch sẽ. Nếu có thể hãy bổ sung thêm cây xanh tiểu cảnh hay hòn non bộ tại đó. Những vật phẩm phong thủy này có tác dụng khuếch đại trường khí phong thủy tích cực, mang tới vận khí hành thông, thúc đẩy mọi việc bạn làm càng thuận lợi. Tháng 8 âm lịch sẽ là thời điểm lý tưởng đối người tuổi Tân Sửu, chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến họ sẽ là quý nhân nâng đỡ cho công việc làm ăn của bản mệnh, bên cạnh việc xây dựng quan hệ với người có chức, có quyền. Bản mệnh cũng chớ quên tạo mối quan hệ hòa hợp với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Trong nhiều trường hợp để thăng tiến, bạn cũng cần có sự ủng hộ của mọi người nữa. Tuổi Tân Sửu cần phải nhận ra rằng yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đủ. Cái quan trọng nhất lúc này chính là sự quyết đoán của bản thân bạn. Tân Sửu cần có sự nhất quán về mục tiêu và kế hoạch, chớ nên để mình lung lay vì những lời bàn ra tán vào hoặc quan điểm của mọi người xung quanh. Với những ai có ý định mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong tháng này, bản mệnh sẽ được cấp trên tiếp thêm động lực, có tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bóng, khiến tỷ lệ thành công cao hơn hẳn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của người tuổi Tân Sửu cho thấy có điểm sáng bất ngờ về tài lộc, nhờ tài tinh cao chiếu. Theo đó, chính tài và thứ tài đều có thu hoạch đáng kể, người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Với những ai đó thật sự nỗ lực phấn đấu hết mình vì công việc, bản mệnh hãy mạnh dạn đề xuất tăng lương, hoặc tiền thưởng, hoặc mức hoa hồng, tỷ lệ được chấp thuận khá cao. Người làm chủ doanh nghiệp kinh doanh buôn bán tự do có một tháng tất bật, việc kinh doanh tiến hành thuận lợi, nhận được nhiều đơn đặt hàng ký kết hợp đồng suôn sẻ, tuổi Tân Sửu cũng có thể tham gia đầu tư ở một vài hạng mục như bất động sản, nhà hàng ăn uống, thẩm mỹ. Nếu không có nhiều thời gian để tự mình tiến hành, bản mệnh có thể góp vốn và ăn chia lợi nhuận. Có điều tuổi Tân Sửu cần lưu ý ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ có thể gây điềm phá tài, nhắc nhở bản mệnh thật sáng suốt và tỉnh táo trong kinh doanh. Hợp tác làm ăn đừng để bị dụ dỗ bằng dăm ba lợi ngon ngọt mà tiền mất tật mang. Người tuổi Tân Sửu cũng không thua kém ai trong chuyện tiền bạc, nhờ tam hội trợ giận. Nói đến chuyện kiếm tiền thì tuổi Tân Sửu cực kỳ nghiêm túc và hăng hái, không thích những người không cùng chí hướng nói chuyện về tiền bạc với mình. Con giáp này cũng khá may mắn trong công việc. Đầu tháng nhờ sự chăm chỉ của bản thân và sự phụ trợ của tổ tiên, ai đi xa thì dạng dặm bình an, ai đang làm kinh doanh thì đắc hàng. Sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự hỗ trợ của tập thể sẽ giúp người tuổi này luôn có nghị lực và tinh thần chiến đấu cao, giành được lợi thế dẫn đầu. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh sáng tạo, hiệu suất của Tân Sửu sẽ nổi bật hơn những người khác và có thể phát triển ổn định trong tháng mới. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu thấy rằng bản mệnh bình ổn về mặt sức khỏe, hầu như không gặp vấn đề gì lo ngại về phương diện này. Có điều do hung tinh Bạch Hổ ảnh hưởng, bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ hoặc họa hình thương như té ngã, chấn thương theo đông y. Thì mùa thu nên chú trọng dưỡng sinh để củng cố và tăng cường sức khỏe, cần phối hợp nhiều biện pháp như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện điều hòa khí huyết theo nguyên tắc dưỡng ẩm, chống khô. Bản mệnh nên ăn tăng chua giảm cay, ngủ sớm dậy sớm giảm tăng sức quan hệ tình dục, vận động nhẹ nhàng. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý, cảnh mùa thu dễ gây cảm xúc buồn thương,
Nhất là với người Tân Sửu khi đang tuổi đã xế chiều cũng vì cảnh buồn, người chẳng thấy vui nên tâm trạng dễ bực tức. Bởi vậy bản mệnh cần phải giữ tinh thần lạc quan, yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, trong tháng 8 âm lịch, về chuyện tình cảm, tháng 8 âm lịch do được tường sinh nên quan hệ với cha mẹ, con cái rất tốt. Các mối quan hệ với cha mẹ, con cái sẽ trở nên hòa thuận, thương yêu hơn. Người tuổi Tân Sửu trở nên hiền hòa, nhân hậu, dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối phương, tính tình lương thiện, biết chăm sóc người khác, nên người có gia đình khá thuận lợi. Có điều người độc thân hơi thiếu tính thị phi, tự biến mình thành người nhu nhược, thiếu hấp dẫn. Bản mệnh là người chịu đựng khá tốt nhưng quá nhạy cảm, chỉ cần một lời đánh giá nhẹ nhàng từ người khác cũng khiến người tuổi Tân Sửu cảm thấy bực tức. Tuổi Tân Sửu chú ý nhé, khi căng thẳng tích lũy hàng ngày và khi chạm đến mức giới hạn thì bạn sẽ khó mà kiềm chế cảm xúc của mình. Khi tức giận, Tân Sửu cũng sẽ trút bỏ ra cho đến khi hết sạch toàn bộ những cảm xúc kìm nén từ lâu. Với những người xung quanh thì những cơn bùng phát này của người tuổi Tân Sửu khá dữ dội. Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác tuổi Tân Sửu đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 8 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần. Cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ ra sao, tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi dán màn trong các phần tiếp theo. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của người tuổi Tân Sửu cho thấy, dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, áp lực cũng không hề nhỏ, nhưng trong bạn lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tinh thần làm việc hăng say, quên mọi sầu lo trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu ai đó nhờ giúp việc gì nằm ngoài khả năng cho phép, bạn có thể từ chối thẳng thắn, không nên vì cả nể mà ôm đồm nhiều việc tới lúc việc không thành. Thử hỏi ai đứng ra gánh vác trách nhiệm cho bạn. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên chuyển sang giai đoạn ổn định và gắn bó hơn. Kể từ đó, bản mệnh có thể yên tâm tập trung vào công việc, tha hồ mà phấn đấu, mà không phải đau đầu, nhức óc với những chuyện thị phi ngoại luồng. Tuần này là cơ hội để những người làm kinh doanh buôn bán hốt bạc. Sự tin tưởng của khách hàng và đối tác dành cho bạn gần như là tuyệt đối. Nhân đã này, Tân Sửu hãy mạnh dạn đưa ra lời đề nghị hợp tác làm ăn lớn, đôi bên cùng có lợi, trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống. Đặc biệt là sau khi có con cháu, người tuổi Tân Sửu càng thêm yêu thương và trân trọng nửa kia của mình, thế mới biết thuận vợ, thuận chồng, tác biển đông cũng cạn, kinh tế gia đình ngày một đi lên, con cháu học hành ngoan ngoãn so với người cùng trang lứa, ít ai sánh bằng Tân Sửu. Tuần này, người độc thân cũng dễ dàng tìm thấy đối tượng phù hợp, khi vận đào hoa ngày càng khởi sắc mạnh. Quý nhân là tuổi Tỵ và Mão, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: tím, xanh lá. Con số may mắn: 16, 44, 20 và 89. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, tức từ mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, sự lạc quan vui tươi đúng với bản chất của người tuổi Tân Sửu đã quay trở lại trong tuần này. Bạn tự tin nói nhiều và đam mê với công việc hơn. Các tinh thiên dượng và thiên quyền mang tới nguồn cảm hứng sáng tạo tuyệt vời cho tuổi Tân Sửu. Không cần phải vắt óc suy nghĩ, bạn vẫn có được ý tưởng hoặc dự án kinh doanh mới. Điều đó hứa hẹn một tuần đầy ắp thành công và tài lộc. Tư duy và cách suy nghĩ của người tuổi Tân Sửu trở nên nhanh nhẹn và hoạt bát hơn. Theo đó, những ai làm trong các lĩnh vực như biên tập, sáng tác văn thơ, truyền thông sẽ tìm ra nguồn cảm hứng mới, thúc đẩy sự nghiệp thăng hoa. Với những người muốn thay đổi công việc, sẽ được quý nhân hướng dẫn mọi đường đi nước bước, giúp Tân Sửu nhanh chóng bắt kịp tốc độ làm việc của mọi người. Bản mệnh được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Người làm chủ kinh doanh buôn bán cũng có một tuần tất bật, nên doanh thu tốt không chỉ là do khách hàng mới tìm đến, mà những bạn hàng cũ cũng tăng lượng đầu tư. Bạn có thể lên danh sách tặng quà cho những khách hàng đó, vừa có thể tri ân họ lại giúp thắt chặt các mối quan hệ. Người tuổi Tân Sửu lưu ý tránh hợp tác với người tuổi Mùi và Tuất, kẻo sẽ xảy ra tranh chấp. Vận trình tình cảm của người tuổi Tân Sửu trong tuần mới bình ổn,
không có nhiều biến động, dù đôi bên khó tránh mâu thuẫn, nhưng trên hết sức mạnh tình yêu đủ lớn để xóa đi mọi ranh giới, mang tới cuộc sống hài hòa, tốt đẹp cho Tân Sửu và những người thân yêu. Nhiều khả năng gia đình Tân Sửu sẽ có chuyến du lịch xa. Ngoài việc trải nghiệm cảm giác thú vị, mới là các thành viên trong nhà càng gắn bó thân thiết với nhau. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Tân Sửu bày tỏ tình cảm với đối phương. Sức mạnh của thiên dưỡng các tinh sẽ rút ngắn khoảng cách lứa đôi, mang đến cho Tân Sửu niềm hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân được sao thiên quyền phụ trợ, có người mai mối ắt tìm được tình yêu chân chính. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Thân. Màu sắc may mắn: trắng, ghi xám. Con số may mắn: 29, 58, 43 và 75. Tiếp theo là tử vi tuần thứ 3 trong 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 8 âm lịch, tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo người tuổi Tân Sửu được sao thiên đức các tinh đỡ đần, nên vận trình rất vốn dĩ sẽ gặp rất nhiều ngày sung, có thể sẽ khiến bạn khó khăn, rủi nhiều may ít, nhưng nhờ hậu thuẫn của các tinh mà vận trình được cân bằng hơn nhiều. Nhưng cũng có trợ lực, bản mệnh cứ cố gắng thì sẽ vượt qua. Nhờ có được thiền đức giúp đỡ nhiều nhất trong công việc, nên gặp người tốt, công việc hài hòa. Dù trắc trở không ít, dễ vướng vào những việc khó giải quyết, nhưng nếu đồng lòng, đồng sức cũng không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, để hy vọng đạt được thành tựu rực rỡ thì không thể chỉ tạm tạm mà thôi. Tài lộc trong tuần có một chút thiên tài bên cạnh chính tài. Tuổi Tân Sửu có lộc nên đầu tư chút ít, làm ăn buôn bán nhỏ hoặc đổi chác qua lại kiếm thêm cũng được. Nhưng đừng nên tham lam theo đuổi con đường này, sẽ gặp tổn hao nặng nề hơn nữa. Trong tuần có kiếp tài chủ về mất tiền, mất bạc kiếm được rồi cũng phải chỉ ra không giữ lại được. Xấu nhất trong vận trình tuần này chính là sức khỏe cản trở rất nhiều dự định của tuổi Tân Sửu, vốn muốn làm việc này việc kia. Nhưng việc thân thể yếu đuối, mệt mỏi mà chẳng làm được gì, thậm chí nhiệm vụ cấp trên giao còn mãi mới hoàn thành. Chủ yếu là tuần có thổ dượng vừa hại dạ dày và gây mất cân bằng âm dương. Hãy lưu ý hơn tới phương diện này. Quý nhân là tuổi Sửu và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Tuất và Mùi. Màu sắc may mắn: xanh lá, đen. Con số may mắn số 03, 61, 97 và 54. Tử vi tuần cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Người tuổi Tân Sửu đón tuần mới vui vẻ và suôn sẻ. Tân Sửu là một trong những con giáp có vận trình tốt lành nhất, gặp nhiều may mắn nhất. Điểm đáng lưu tâm nhất là Tân Sửu sẽ thay đổi môi trường làm việc theo chiều hướng tích cực, từ đây mở ra những cơ hội mới mẻ, phong phú và nhiều thú vị. Thực chất tuần này vận trình cũng không quá tốt, nhưng nhờ tâm thái vững vàng, cộng thêm may mắn, tuổi Tân Sửu đã chuyển mình và đạt được nguyện ước. Trong tuần này có điềm báo đổi việc hoặc thay đổi hẳn nơi công tác, nâng cao vị thế của bản thân, cả tiền lương, tiền thưởng cũng có tiến bộ rõ rệt. Ra đường cũng được người khác giúp đỡ, không phải Tân Sửu không gặp chuyện khó khăn, mà lại có nhiều người giải quyết giúp nên nhẹ nhàng hơn. Không thấy đó là khó khăn, để hạnh phúc nhân rộng, bản mệnh hãy tích cực làm việc thiện, chăm chỉ đỡ đần những người khác nữa nhé. Trong tuần chuyện tình cảm ổn nhưng có sóng ngầm, thiên diêu tìm đến Tân Sửu là đạo hòa nhưng đa nghi, yêu đường thuận lợi song cũng có những vướng mắc cần giải quyết. Hai người chưa thật sự thẳng thắn với nhau, yên ổn chỉ là tạm thời, nếu cứ tiếp tục thì đây sẽ là nguy cơ khá lớn với mối quan hệ này. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Tý, tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn ghi vàng. Con số may mắn 75, 46, 37 và 35. Khẩu quyết cải mệnh của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 8 âm lịch này. Đức Phật chỉ ra những thứ không thể trường tồn, nói rằng con người dù giàu có và quyền lực đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ trở nên suy đồi. Tục ngữ có câu, phú quý không qua ba đời, chỉ có lòng biệt thiện và tích đức từ đời này sang đời khác mới có thể duy trì sự thịnh vượng và phú quý cho con cháu. Chúng ta có tâm tham lam có được thì càng mong có nhiều hơn nữa, có nhiều rồi thì mong những thứ mình đang có trường tồn mãi mãi. Do đó, không bố thí thì của cải sẽ không tồn tại lâu dài, nghèo rồi sẽ giàu, giàu rồi cũng có thể nghèo. Không có điều gì nói trước được cả. Cũng giống như hôm nay bạn vui, ngày mai bạn buồn, cuộc sống không vì thế mà dừng lại. Phật dạy bởi nguyên tắc của sự giàu có, khuyên bạn đừng tự hào vỗ ngực nói rằng mình có thể giàu có mãi mãi,
bởi không ai biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Thay vì tham lam, lo ôm của cải khư khư cho riêng mình, thì nên tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ tích đức hành thiện, cố gắng hướng con cháu đến sự thiện lành, thì mới giàu có bền vững được. Người trẻ hay già đều cần được giáo dục nghiêm khắc, biết coi trọng đạo đức, hành vi của bản thân, để biết cách gìn giữ cơ nghiệp của tổ tiên mãi bền lâu. Không ai có thể nắm chắc được tương lai ra sao, chỉ có vận mệnh là thay đổi theo tính cách, hành vi, lối sống ác hay thiện của mỗi người mà nhận phúc báo hay quả báo mà thôi. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.